bài các dấu hiệu bình thường khi khám ở bệnh viện. Thứ ba là trình bày các dấu hiệu bất thường khi khám ở bệnh viện. Cuối cùng là biết phân tích và biện luận các kết quả khám được. Về giải phẫu thì mình nhớ từ cấu tạo của hệ tiết niệu thì bây giờ có hai cái quả thận, rồi để tạo ra nước tiểu và bài tiết các cái sản phẩm chuyển hóa thì nước tiểu được hình thành nó sẽ đi qua niệu quản xuống màng quang. Tuy nhiên là niệu quản thì mình nhớ là nó có hai cái niệu quản, xuống tới màng quang thì nó chứa đựng nước tiểu, và sau đó nó khi mà nó đầy đủ thì nó có cái phản xạ niệu tiểu và tống xuất nước tiểu ra ngoài qua niệu đạo. Ngoài ra thì cái tiền liệt tuyến mặc dù nó là thuộc tuyến sinh dục nhưng mà nó bao quanh cái cổ niệu đạo và nó có liên hệ khá mật thiết với hệ tiết niệu, do đó là mình cũng học luôn cái phần tiền liệt tuyến đối với đàn ông đó. Thì đây là nhắc lại về giải phẫu thôi, thì mình nhớ thận, hai cái quả thận nó nằm ở sau phúc mạc nha, nó nằm ở sau phúc mạc thì khi mà có những cái nhiễm trùng gì đó thì nó sẽ phun cứu ở cái sau phúc mạc mà nó không có lan ra cái sạn phổi bụng. Kích thước của thận đó thì để dễ nhớ thì đây là tôi làm cái con số tròn số là 3, 6, 12, tức là bề ngang là 6 cm, bề dài là 12 cm, bề dày là 3 cm, hoặc là 3 cái ống kính mắt lên, tức là nếu mà mình chụp X quang hệ liệu không sửa soạn đó thì mình sẽ so sánh cái thận với cái ống kính mắt lên của chính người đó. Còn về thì những người cao á thì cái thận nó có cái thứ nó sẽ dài hơn, cái thứ nó lớn hơn, những cái người thấp bé thì cũng kích thước thận nó nhỏ hơn. Vậy mình có thể dễ dàng mình so sánh trên cùng một người đó thì đó là khoảng từ 3 đến ống kính mắt lên. Ở đây là cái thiết đồ cắt ngang, cái này mình học giải phẫu rồi, mình phải nhớ cái liên quan của thận với các cái tạng xung quanh để khi mình biết có cái triệu chứng nó sẽ liên quan cùng một cái triệu chứng đau chẳng hạn, thì nó có thể là đau cái cơ quan nào. Thì mình thấy là cái thận nằm ở hai bên của cái phúc lưng ở phía sau phúc mạc, thì nó liên quan ở phía trước với lại cái tạng gì, gan ha, rồi một phần cái tạng gan, cái đại tràng lên ha, ở đây ở bên trái thì nó liên quan với lại một cái tạng đặc khác đó là lách ha, phía trước là dạ dày, đó là cái đồ đứng ngang. Đây là cái thiết đồ đứng dọc, tức là nếu mà mình lột hết các cái tạng ở trong ổ bụng, mình lột ra, mình gõ hết, mình coi từ coi ra phía sau á thì phía sau phúc mạc nó đi, rồi có cái thận ha, hai niệu quản nó dẫn xuống đây đổ vào màng quang. Thì cái này là nói là cái tuyến tiền liệt ở người đàn ông thì nó có một cái tiền liệt tuyến và nó bao quanh cái phần tiền đạo, phần cổ phần quan tiền đạo. Thì vậy khi mà cái tiền liệt tuyến này nó to ra đó thì nó sẽ đè vào cái tiền đạo, nó làm bế tắc cái đường tiểu, bế tắc cái đường ra cái đường tiểu. Ở người nữ á thì nó không có cái tiền liệt tuyến, ở người nữ thì sẽ liên quan với lại tử cung đúng không? Tử cung và cái sau đó là tràng, không có tiền tuyến. Thì khi mà mình khám thận và đường tiểu thì mình nhớ là khi mà mình khám thận đường tiểu không có tách rời khỏi cơ thể, tức là ví dụ như khi mà cái cơ thể con người là một cơ thể thống nhất, các cái triệu chứng nó có liên quan với nhau và các cái hệ cơ quan nó được hoạt động liên quan với nhau khá chặt chẽ. Ví dụ như tôi là bác sĩ chuyên khoa thận thì không có nghĩa là tôi vô đi khám cái thận xong tôi không có khám các cái trường khác, và có nhiều cái triệu chứng của bệnh thận nhưng mà nó biểu hiện bằng triệu chứng cơ quan khác. Ví dụ như người bệnh thận thì thường thường tăng huyết áp, lên tim mạch, vậy không có nghĩa là mình khám thận rồi mình chỉ khám cái thận xong, ví dụ vậy. Hoặc là ví dụ như bệnh thận có thể là bị thiếu máu, da đi xanh nhạt, thành ra cái chuyện đó thì nó sẽ không có liên quan đến không có vẻ như là không phải là chuyện của bệnh thận, nhưng mà thực ra cái người bệnh thận cũng chịu biết đó. Như vậy khi mình khám cái gì vậy thì mình phải khám
toàn bộ hệ cơ quan khám từ đầu đến cuối. Thứ nhất là đó là khám toàn thân, về thân và có hệ thống. Nguyên tắc khám hệ điều thì cũng tuân thủ nguyên tắc chung với khám phụ, tức là nhìn nghe đờ rõ mà từ chỗ không đau đến chỗ đau. Thì cái việc mình cái hệ điều nó cũng nằm ở bụng ha, nó có thể sau lúc mạng nó hơi khác một chút tí thôi, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái vùng bụng, do đó là có thể khám đồng thời với khám phụ hoặc là khám sau thì khám phụ cũng thế. Thì cái cách khám thận thì dẫn tới bệnh nhân nằm ngửa, đầu hơi cao trên co lại là để chi, đầu hơi cao trên co lại mình có giờ để làm gì cũng thấy không. Thì cái thận nó nằm rất là sâu, rất là sâu ở phía sau các bạn này, nhất là những cái người nào mà thành bụng dày nữa thì mình chỉ là rất là khó khéo như vậy. Thì nằm ngửa và đầu cao chân co lại mục đích là làm cho cái cơ bụng nó trùng lại, cái cơ bụng nó trùng lại nó không căng ra, thì làm cho cái việc làm thăm khám sờ của mình nó sẽ dễ hơn, mình có thể sờ sâu được. Rồi đầu tiên là nhìn, thì khi nhìn về cái thận thì mình sẽ chú ý cái gì? Nhất là tìm các cái vết mổ cũ có ở vùng thông tư hay không. Thì ví dụ như ở nước ngoài thì người ta thường hay có cái tình sử bệnh rất là rõ ràng, mỗi một bệnh nhân người ta có cái hồ sơ, có bác sĩ gia đình họ quản lý, và khi mà gửi tới bác sĩ khám chuyên khoa họ ghi cái thư, có ghi đầy đủ tiền sử lâm sàng. Nhưng mà Việt Nam mình thì không có được như vậy, thành ra nhiều người mổ rồi mà không biết mổ cái gì nữa. Thực tình là như vậy, mình giấy ra viện mà bỏ mất hết rồi không biết mổ cái gì, không biết bệnh gì. Trong khi cái chuyện đó rất quan trọng trong cái việc liên quan đến cái bệnh lần này của mình á, thì đây là một số gợi ý để mình lưu ý cho bệnh nhân có mổ cái gì. Tất nhiên là mình phải hỏi bệnh thử rồi, nhưng mà hoặc là người ta quên, hoặc là mình kiểm tra lại. Thì những cái đường mổ do phẫu thuật lấy sỏi, bú họng hay cái đường thông lưng hoặc cái đường dưới bờ sườn, sau khi cắt thận với bệnh nhân, nếu mà đã cắt thận thì có đường mổ dưới bờ sườn. Rồi cái đường mổ ở hố chậu thì là cái đường mổ do người ta ghép thận, không phải cái gì thường ghép thận, thì cái đường mổ hố chậu. Rồi cái thứ hai mình coi cái hố thắt lưng có đầy phù nề hoặc sưng tấy hay không, trong những cái đường hầm viêm tấy quanh thận, chấn thương thận hoặc là áp xe thận. Nhìn cái khối u vùng mảng sườn có hay không, một bên hoặc hai bên, trong những trường hợp là thận đa nang, khối nốt tụ hoặc là bú thận. Thì nếu mà là bú thì thường là bú thì thường là một bên tức khi nào mà bú hai bên. Cái này thường nó là một bên so với đường giữa, tức là như vậy một bên cái thận nó to ra, một bên bình thường, do đó cái làm cho cái bú nó lệch một bên. Nếu mà thận to lớn quá đường giữa thì là trong trường hợp mà ung thư giai đoạn tiến triển xa, hoặc là những cái trường hợp u nguyên ở trẻ em, tức là một loại ung thư ở trẻ em. Mình có thể thấy da nổi nhiều những mảnh phụ và mảnh đỏ là trong cái trường hợp cái khối bú thận. Đây là cái đường cắt thận, đường cắt thận thì đường dưới bờ sườn, mình thấy nó sẹo ở dưới bờ sườn, cái đường cắt thận. Còn nếu mà ghép thận thì cái đường ở hố chậu. Tiếp theo là mình sờ thì tay trái đặt ở cái hố thắt lưng, trái đặt ở hố thắt lưng, nâng cái thận lên cao một chút. Tay phải để vùng hạ sườn và hai tay áp sát vào nhau. Mình nhớ là cái thận rất là khó khám vì nó ở sâu, ở sâu. Thì mình có hai cái nghiệm pháp mà trong cái việc sờ thận, đó là chạm thận nghiên kính và đọc bình thận nghiên kính. Thì khi cháu chạm thận là mình làm như thế nào? Mình sẽ nói bệnh nhân hít sâu, mình nói bệnh nhân hít sâu để chi? Để mà cái thận nó, cái thận thường thường nó nằm ở phía trên, nó hơi dính phía bên thận cơ hoàng phía trên, cho nó khi mà hít vô thì cái cơ mặt nó đẩy xuống, thì nó sẽ đẩy xuống cái thận xuống phía dưới, làm cho nó lọt ra khỏi cái vòng hoành đó, làm cho mình dễ sờ hơn.
thở sâu. Thì khi mà hít sâu như vậy, nó sẽ có cảm giác cái thận nó di chuyển xuống dưới và nó nằm giữa hai cái lòng bàn tay của chúng ta. À, rồi cái bàn tay dưới thì mình để cố định, và cái bàn tay ở trên á thì mình lồng theo cái nhịp thở của mình nhanh, mình ấn từ từ xuống, ấn nhẹ nhàng xuống. Nếu như mà mình có cảm giác cái thận nó chạm xuống cái bàn tay dưới thì mình ấn xuống như vậy. Nếu mình cảm giác được cái thận nó chạm xuống cái vùng bàn tay dưới của chúng ta thì mình nói là cái dấu chạm thận dương tính. À, đây là cái phần cái động tác khám, cái là cái tay này để phía dưới, cái tay trên, à, tay phải để phía trên, mình ấn xuống từ từ. Và khi nào mà cái tay ở trên chạm xuống, à, ấn xuống mà cái thận cảm giác chạm xuống cái tay dưới thì gọi là dấu chạm thận dương tính. À, đây là cái động tác khám, à, đây là cái động tác khám bên trái. Vậy à, dấu chạm thận có ý nghĩa gì? Dấu chạm thận có ý nghĩa gì? À, nó có ba cái dấu chạm thận, có nghĩa là mình sờ được thận, mình sờ được thận sẽ có ba cái tình huống xảy ra. Từ từ sờ được thận có nghĩa là thận to, thận to mình mới sờ được. À, rồi có những cái trường hợp là mình giống như là sờ được thận nhưng mà thận không có to, thì có thể là cái thận kích thước nó bình thường, bình thường mình sờ không được. Bây giờ mình sờ được có thể là do nó bị lạc chỗ, nó bị xa xuống phía dưới, thay vì nó nắp ở trên cơ hoành, bây giờ nó tốt ở dưới chỗ chậu, có những cái trường hợp là lạc chỗ. Vậy kích thước có thể bình thường nhưng mà nó bị lạc chỗ, bị xa. Hoặc là cái trường hợp thứ ba đó là mình sờ cái khối ngay cái chỗ đó mình nghĩ là thận nhưng mà không phải là thận, nó là cơ quan khác, ví dụ như là cái u ở gan hay cái u ở đại tràng gì đó vân vân, nên nó là cần phải chẩn đoán phân biệt với các cơ quan khác. Rồi, bây giờ nếu như thận to, nếu như thực sự là loại trừ cái chuyện là thận xa hoặc là các cơ quan khác rồi, thì bây giờ đó là thận to, thì bây giờ tìm thấy xem cái thận to này là do nguyên nhân gì, hay do nguyên nhân gì, thì nó có những cái nguyên nhân. Nhất là thận to bù rừ, tức là mình có hai cái thận vì lý do nào đó mất hết một cái thận, ví dụ bị chấn thương hay bị nhiễm trùng gì đó, người ta cắt bỏ hết một thận, hoặc là còn cái thận nó không hoạt động nữa, nó sẽ còn đó nhưng mà nó bị teo lại rồi, nó không hoạt động nữa. Vì vậy còn một cái thận thì nó sẽ làm việc nhiều hơn, còn khi làm việc nhiều hơn thì nó sẽ to ra, cái bù rừ, người ta gọi là thận to bù rừ, trong trường hợp có một thận mà thôi. Và cái trường hợp thứ hai là bệnh nhân có u vú gì đó trong cái thận, nó làm cái thận lớn ra thì nó có thể là u lành, u lành hoặc là đơn giản là cái nang ở thận thôi. À, cái trường hợp thứ ba là thận ứ phủ hoặc là áp xe thận, cái trường hợp mà nhiễm trùng nó là ứ phủ lại ở trong cái thận đó, gọi là ứ phủ áp xe thận. À, cái trường hợp thứ tư là chấn thương, bị chấn thương thận khó tụ quanh thận. Và cái trường hợp thứ năm là thận ứ nước, ví dụ như cái cục sỏi nó bị rớt xuống ngay cái chỗ hẹp của niệu quản, nó làm cho nước tiểu không có xuống được thì nó sẽ ứ đọng lại và làm cho cái thận nó to ra trước. Như vậy sau khi mình khám mình phải loại trừ cái trường hợp thận xa, loại trừ chẩn đoán phân biệt các cơ quan khác, mình kết luận là thận to và mình sẽ lý luận coi là cái thận to này là nguyên nhân gì. Mình nhớ nguyên nhân ở đây là một số cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như cái này là trường hợp này là thận đôi, thận đâu tức là mình thấy có những cái hai cái thận nó bị dính lại và nó có hai cái niệu quản. Và đây là cái trường hợp là thận thành móng ngựa, tức là hai cái thận trong cái quá trình phôi thai á, thay vì nó sẽ tách ra làm hai thì nó bị dính lại chính giữa là thận thành móng ngựa. Và cái trường hợp này mình phải phát hiện nó đã có một cái trường hợp xảy ra mà những miếng men đọc báo có thấy là mình bị thực thơ đó, mình ta cắt cái thận này thì nó bị chảy máu rất là nhiều. Người ta không biết trước đó là thận thành móng ngựa, và tới khi mổ thì cắt thận thì chảy máu rất là nhiều, và cuối cùng mấy người đó phải rơi vào cái giai đoạn cuối luôn, không có cách nào được, vì không có cách nào cầm máu được thì mình cắt luôn cái thận, thì phải chạy thận nhân tạo rồi sao cái người đó sao mà chết thận. Rồi cái trường hợp thứ hai là dấu bật bền thận. Dấu bật bền thận thì mình cũng cái tư thế và động tác cũng giống như dấu chạm thận,
vậy đầu tiên là mình phải làm cái dấu chẳng mực trước, có mực to rồi mình mới làm tiếp cái dấu mực bình thận. Thì cái sờ mực thận á, sờ mực thận tức là mình chẳng mực thiên tính rồi á, mình sẽ thấp nhẹ cái bàn tay dưới lên, thấp nhẹ bàn tay dưới lên. Nếu mà mực bình thận thiên tính, nếu như mình cảm thấy cái thận nó mực bền giữa hai cái lòng bàn tay, tức là cảm thấy một cái khối gì đó nó di động được giữa hai lòng bàn tay. Cái dấu mực bình thận dương tính nó chứng tỏ là thận còn di động và không có dính vào các cơ quan lân cận. Trong những cái trường hợp mà ung thư thì thường thường nó hay bị dính vào các cơ quan lân cận. Và cái bị dính như vậy thì chứng tỏ là ung thư đã ở cái giai đoạn tiến xa. Thì lúc đó dù là thận to nhưng mà không có cái dấu mực bình thận. Vậy cái dấu mực bình thận có ý nghĩa là thận to nhưng mà còn di động, lên lên. Rồi cái dấu thứ ba mình có thể làm ở thận đó là dấu rung thận. Thì cho bệnh nhân ngồi lên cuối người ra phía trước và thở đều. Sau đó mình đặt một cái bàn tay và nốt lên, tay còn lại nắm lại ha, sử dụng chặn của bờ cụ và nắm nhẹ vào bàn tay đặt để nốt thắt lưng. Thì nếu mà rung thận duy tính thì bệnh nhân đau khớp. Trong những cái trường hợp như cắt thận ngủ, thận ứ nước, máu tụ, chấn thương thì bệnh nhân rất là đau, gọi là rung thận gian dương tính. Tuy nhiên cái biện pháp này mấy em nhớ là phải làm thật nhẹ nhàng, chỉ cần nhiều khi tôi nói thì tụ nhẹ vô mà người ta đau rồi đó, nó rất là nhạy, chịu đau. Nếu mà nhiều khi mấy em da cũng lì, đắp một cái liền mạnh thì người ta không có bệnh cái này cũng đau nữa. Thành ra là cái động tác thì muốn mà có được cái triệu chứng chính xác thì cái này nó gọi là skill, có nghĩa là mình phải rèn luyện, mình practice đó, tức là mình rèn luyện hàng ngày thì mình mới có được cảm giác chính xác. Chứ thành ra cái ngành của mình là mấy em thấy chuyện đi thực hành lâm sàng rất rất quan trọng, mấy em không được vắng đó, không thi lý thuyết mấy không thể vắng được. Cái học lý thuyết này mà mấy em học lý thuyết xong rồi mấy em không đi thực hành thì mấy em không có thành bác sĩ được, không nhớ gì đó. Và cái lưu ý thứ hai là khi khám cái dấu về rung thận này á, thì bệnh nhân rất là đau, cho nên là mình phải để dặn khám cuối cùng. Sau khi khám hết tất cả các phòng khám rồi, còn khám này là thôi mình đi luôn á, mình không khám nữa hết. Cái thứ nhất là mình rất là đau, thì nếu mình khám là nhiều khi ta đau quá không cho mình khám tiếp đâu, thôi là đi luôn cuộc khám. Nhất là mấy em là sinh viên nữa thì nó càng khó nữa ha, người ta không đề khám nữa thì bệnh này không có thực hiện cái bài khám về mà chưa có chẩn đoán được ra bệnh gì hết. Và cái thứ hai là nếu người ta có cho khám đi nữa thì cái dấu chứng nó không còn đúng nữa. Bởi vì khi người ta đau quá thì người ta co cái cơ bụng lại, co cơ bụng lại rồi nằm cho mình rất là khó khám, không có sợ cái lại khám. Vậy thường thường những cái động tác nào mà làm cho bệnh nhân đau á mình phải làm cuối cùng, nó sẽ thay lại những triệu chứng. Và đây là cái hình cái dấu rung thận, cách làm cái dấu rung thận, hình cái dấu rung thận. Rồi ngoài ra thì ở phần thận thì mình còn khám các cái điểm đau. Các cái điểm đau khi mình so sánh các cái mốc giải phẫu so với bề mặt da để mình tìm ra là nghi ngờ có cái triệu chứng của bệnh nó nằm ở cái cơ quan nào. Thứ nhất là cái điểm sườn lưng, là giao điểm của xương sườn thứ 12 và cơ thắt lưng. Bây giờ em sờ cái xương sườn thứ 12 không? Cái xương sườn thứ 12 là cái xương sườn sau cuối cùng. Như vậy thì em muốn sờ cái xương sườn thứ 12 em sờ ra không? Em sẽ sờ từ dưới lên, cái bụng từ dưới lên, khi nào đặt gặp cái xương sườn đầu lên là xương sườn thứ 12. Và xương sườn thứ 12 là tự mỗi em phải làm thì mình biết ra phía sau ha, cái khung sau của xương sườn. Và cho tới khi nào mà em thấy có một cái khối cơ rất là lớn hai bên lưng của mình, em thấy phần cái bên rời từ cái phần phía ngoài vô vô thì cái cuộc đầu rất là mềm, đúng không? Cái cơ nó rất là ít. Vừa tới gần phía trong cái lưng á thì nó sẽ gặp một cái khối cơ rất là lớn chạy dọc theo hai cái cuộc sống, đúng không? Thì cái đó là cơ thắt lưng. Vậy cái chỗ nối của xương sườn thứ 12 và cái cơ thắt lưng, chưa? Gọi là xương sườn là cái sườn lưng. Nếu mà bên trái thì mình nghĩ là mình từ bên trái, bên phải thì mình từ bên phải.
Thì cái trường hợp này là tương đương với cái chỗ nối của thận và lễ thận, cái điểm đó thì thường thường cái thứ nhất là thường thường ấy, không có chắc chắn thì vì nhiều khi cái thận nó tùy người nó cũng cái khác nhau, nhưng mà đa số trường hợp thì nó là chỗ nối giữa cái thận và lễ thận. Như vậy óc thì cũng thường ưng đau, có nghĩa là thường gặp trong khi mà các cái trường hợp cơn đau loạn thần, tức là có cái sỏi nó kẹt ở ngay cái vị trí đó là nó thận uống nước hoặc là như vậy là thận cấp. Cái điểm thứ hai là điểm sườn sống và da biểu tương thượng thứ 12 và mỏm ngang đốt sống lưng thứ 12, hay là còn gọi là điểm Meyer-Rosen. Thì cái điểm này rất đau trong cái trường hợp viêm tụy cấp, hay là cái trường hợp trong tiêu hóa nắm bụng đó thì có cái điểm Meyer-Rosen thường gặp trong viêm tụy cấp. Tuy nhiên nó cũng gần gần cái điểm nối giữa thận và phế thận. Cái mấy lịch sử sự hai cái điểm gần nhau đó, do đó khi mà cái điểm hoa dâu rút tên thì mình nhận mấy phân quyền với viêm đại tận cấp nữa. Đây là cái hình ha, phải nói đây là cái cơn thắt lưng, không cái này là cái đường thứ 12. Vậy cái điểm nối giữa đường thứ 12 và cơn thắt lưng đó là cái điểm thùy lưng. Cái góc này ha, cái góc này gọi là cái góc thường sống. Như vậy là cái mỏm ngang của đốt sống lưng thứ 12, mỏm ngang của đốt lưng thứ 12 và cái xương sườn thì gọi là cái điểm Meyer-Rosen. Rồi cái động tác tiếp theo là gõ. Thì thực sự mà nói thì cái gõ nó rất là ít có giá trị trong cái việc khám thận. Nó chỉ có dương tính trong những cái trường hợp mà cái khối u rất là lớn thôi, chứ còn thường nhỏ thì vì cái tạng này nó làm rất là sâu nên khó khám. Thì mình cái bàn tay trái mình đặt lên cái vùng hạ sườn ở vị trí cái thận, cái vị trí mà mình chạm thấy thật lớn, hồi nãy mình chạm được thận á, mình đặt cái bàn tay trái lên cái vùng đó. Và tay phải mình cứ gõ lên cái ngón 2, ngón 3, ngón 4 của bàn tay trái. Và cái việc gõ này thì mình phải rèn luyện mới làm được, mình mới nhớ mình gõ bằng cái cổ tay chứ không phải mình gõ nguyên cái tay nha, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nếu như mà gõ vang tức là cái tiếng nó nghe bốc mình nó sẽ do cái đại tràng nó sẽ che phủ mặt trước cái thận mà mình dám thấy thành to, thì trong đại tràng nó sẽ hấp hơi, thì khi mà có hơi thì gõ vang. Gõ đục. Nếu mà gõ đục thì gặp trong cái trường hợp là bướu đại tràng hay bướu gan, bướu lách vân vân. Còn nếu mà khó cái khối u thận nó to quá, nó đẩy cái đại tràng xuống phía dưới á, thì nó cũng có thể gõ đục được. Thường thường nó là gõ vang do bị cái đại tràng che, nhưng mà nếu nó đẩy luôn cái đại tràng xuống á thì nó cũng có thể gõ đục. Cái cuối cùng là mình nghe cái âm thổi hoạt động bằng thận. Cái vị trí ở đây là trụ bụng, nó sẽ chia ra là mặt thận hai bên, động mạch chậu, động mạch bụng trái và động mạch bụng phải nè. Như đây là động mạch đùi. Mình sẽ nghe cái âm thổi trong trường hợp bị hẹp động mạch thận á, thì mình sẽ nghe cái âm thổi liên tục. Như vậy tóm lại, các cái qua cái động tác khám thì cuối cùng mình sẽ kết luận lại cho nãy giờ mình khám thấy cái gì. Thì đầu tiên vì mấy mới thứ hai thì chưa có tự lý nhiều, mình đầu tiên mình mới biết là vậy bình thường là gì. Thì mình coi như là mình bình thường đi ha, thì mấy chiều nay mới về mình tự khám đi, hoặc là viêm khám bạn hay hai hai mình khám thử sao. Bình thường á thì thận trái không có sợ thấy, thận phải có thể sợ thấy được dưới trong trường hợp người gầy hoặc nữ. Bình thường phụ nữ thì cái cơ nó ở mỏng hơn rồi cái cơ nó dài nó sờ được. Vậy thận phải để sao sờ được, thận trái sờ không được? Phải nằm dưới. Thận phải nó nằm ở dưới cái gan, nó đẩy xuống, thận phải thì đường nó thấp hơn cái thận trái một chút xíu. Đó là thận trái nó nằm rất có trong cái cơ hoành, nó không có sờ được. Đó là trường hợp bình thường. Rồi còn nếu mà thận to, nếu mà thận to thì cái biện pháp là thận to đã là chẳng thận tiên tính thì mình học rồi. Thì mình cần phải chẩn đoán phân biệt với các cái cơ quan khác mà không phải là thận đó. Ở ý thức là gan to. Gan to thì nằm dưới hạ sườn phải, nằm ngay dưới hạ sườn phải và gõ đục liên tục cái bờ sườn
Vì cái gan nó thì nó rất là lớn mà nó ôm lấy bờ tường của mình, khi mình gõ thì nó đục đều á, nó liên tục với bờ tường lên phía trên luôn. Và cái gan không từ bờ trên, bờ dưới thì sắt hoặc là tù, mình chỉ bật bền được cái gan rất to. Thường thường là gan nó có những cái bao cái nhằn nó dính chắc vào cái cơ mặn đó, nó không có bật bền, nó chắc chờ vào cái cơ mặn. Mình bình thường là nó như vậy, nó khác với thận. Nếu mà thận to thì mình bật bền được, đúng không? À, nếu mà bên trái bên phải thì mình coi chừng gan to, bên trái thì mình coi chừng là lát to, lát to thì cái lát nó cũng nằm dưới, nằm bên trái, không chạm được bờ trên, và nó gõ đục liên tục xuống dưới hạ sườn. Cái đặc điểm quan trọng nhất của lát đó là cái lát nó có cái bờ răng cưa, mình nhờ là cái bờ răng của nó là cái bờ răng cưa, cái hình răng cưa mật độ chắc về mặt trên lát. À, những cái nguyên nhân khác có thể gặp như là nan quỵ hoặc là chúng ta tắc mạch, hoặc là chẩn đoán phân biệt cái trường hợp là thận nó không có to nhưng mà nó xa xuống phía dưới hoặc là nhét. Thì tất nhiên là khi mà em khám lâm sàng á thì đây là những cái dấu hiệu để em chẩn đoán phân biệt, tuy nhiên không có chắc chắn 100% là em biết được nó là cái gì đâu ha. Thì có thể là mình cố gắng phân biệt từ chừng nào hay chừng đó, còn nếu không thì mình sẽ chẩn đoán là dù mình có ba cái chẩn đoán, thứ nhất là thứ hai là thứ ba là sau này em lên học lớp lớn hơn mình sẽ biết dùng những cái tế nghiệm cần lâm sàng khác để phân biệt, siêu âm chẳng hạn ha, để coi nó là cái gì.